thì tất cả những cái phần mà tầm nhìn vượt thoát, tầm nhìn như vậy á, thì chúng ta gọi là tầm nhìn lớn hoặc là tầm nhìn toàn cầu. Tầm nhìn toàn cầu, thậm chí nhiều anh chị em còn là nhiều công ty họ còn đưa tầm nhìn của họ lên đến tận sao Hỏa đúng không ạ, giống như các công ty của Tesla chẳng hạn, những cái công ty mà gọi là vượt qua hải trái đất luôn đó, đưa người lên sao Hỏa rồi nghiên cứu vũ trụ các kiểu đúng không ạ. Thì đó, thì đấy gọi là tầm nhìn lớn, bởi vì sao, cái lợi ích của họ vẫn gắn liền với những cái nơi mà họ đến. Còn tầm nhìn vượt thoát là như này, vượt thoát ở đây nó có hai cái ý nghĩa, một là vượt thoát của tâm và hai là vượt thoát của hành vi, là của thân và của hành vi và lời nói. Thì chúng ta cũng ở đây chúng ta đã học về Đức Phật, học về lời dạy Đức Phật, thì chúng ta hiểu là nghiệp thì nó có ba dạng nghiệp đúng không ạ, nghiệp của thân, nghiệp của khẩu và nghiệp của ý đó. Thì vượt thoát là vượt thoát ba cái này. Vậy thì cụ thể vượt thoát của tâm tức là vượt thoát của ý ấy, là gì, là khi chúng ta trao truyền cho một người một cái điều gì đó, chúng ta không có tính sở hữu, cái tâm của chúng ta không bị dính mắc vào những thứ mà chúng ta đang trao truyền, chúng ta đang chia sẻ. Bây giờ câu hỏi là một người mong muốn nhân bản những cái mô hình mà của cộng đồng sống tử tế hay là của trí tuệ Việt Nam, và họ không lấy tên là cộng đồng sống tử tế, cũng không lấy tên là trí tuệ Việt Nam, thì chúng ta có sẵn sàng đào tạo hướng dẫn cho họ không, và chúng ta cũng không còn cái lợi ích gì ở ở ở họ hết, chúng ta sẵn sàng đào tạo không, sẵn sàng chia sẻ hết tất cả những cái gì mà mình có hay không? Thì nếu như câu trả lời là không, thì ở đây chúng ta kể cả là chúng ta có đặt là tầm nhìn vượt thoát đến toàn cầu hóa, thì nó vẫn chỉ là tầm nhìn lớn, nó chưa phải là tầm nhìn vượt thoát, bởi vì chúng ta vẫn bị dính mắc cái quyền lợi ở cái dự án đó. Còn tầm nhìn vượt thoát là khi mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mà chúng ta có cho người khác, thì đấy chính là tầm nhìn vượt thoát. Thì kể cả là chúng ta chia sẻ cho 5 người, 10 người, chứ không nhất thiết phải toàn cầu hóa, thì đấy vẫn được coi là tầm nhìn vượt thoát. Còn khi mà chúng ta nhân bản, chúng ta nói rằng là bạn phải thế này, bạn phải thế kia, đúng không ạ, thì nó chỉ gọi là tầm nhìn lớn thôi, gắn một cái lợi ích gì đấy cụ thể. Nhưng mà rõ ràng là để xây dựng được cái tầm nhìn vượt thoát này, nó đòi hỏi một cái trí tuệ cũng như là một cái năng lực đào luyện nội lực rất lớn, thì chúng ta sẽ thực hiện được nó êm xuôi. Và chúng ta cũng lấy cái tầm nhìn vượt thoát này để tự mỗi anh chị em của chúng ta ở đây đào luyện bản thân. Tầm nhìn vượt thoát nó không phải là cái gì đấy nó ghê gớm, nó không phải là cái gì đấy nó mang tính chất kiểu như là phải làm thật to. Và tầm nhìn vượt thoát chỉ đơn giản là mình làm và mình trong một cái trạng thái, một cái tâm phụng sự cống hiến, và mình sẵn sàng có thể là chia sẻ với mọi người để mình có thể là vượt thoát cái lợi ích cá nhân của mình ấy. Thì mình làm với một người hai người thì mình vẫn đang thực hiện cái tầm nhìn vượt thoát này rồi, chứ không phải là khi nào mình làm một cái diện rất là rộng, toàn dân hay là bao nhiêu người đấy, hay là lan tỏa đến những người khác xa hơn. Thì đấy chính là cái vượt thoát của thân, à vượt vượt thoát của tâm, là chúng ta hiểu được sâu sắc cái ý nghĩa của những cái việc mình làm và sẵn sàng chia sẻ với mọi người, nó mang tính chất vô vị lợi. Thì đấy chính là cái tầm nhìn vượt thoát của tâm. Còn cái vượt thoát của thân, của khẩu đó là gì? Của thân, của khẩu tức là của lời nói, hành vi. Vượt thoát của lời nói, hành vi là những cái thứ nó mang tính chất hình thức, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được, ví dụ như là xây dựng cái chương trình đào tạo nhân bản này, rồi có thể là hỗ trợ đào tạo miễn phí cho mọi người này đúng không, hay là có thể là xây dựng quỹ để vận hành dự án này dự án kia đấy, để hiện thực hóa được cái tầm nhìn vượt thoát của tâm, thì nó phải biểu hiện ra thành thân, là thành hành động, hành vi đó. Rồi mình đi theo cái trong 5 thói quen, thì nó có một cái thói quen là sống cống hiến ấy. Thì vượt thoát của thân là làm thực hiện những cái hành vi của sống cống hiến ấy. Thì tí nữa chúng ta sẽ đến với cái phần này, cụ thể trong sống cống hiến thì phải làm những gì. Thì đấy chính là vượt thoát của tầm nhìn vượt thoát nha.
Đó, và trong cộng đồng sống tử tế thì cũng có nhiều nhiều anh chị em sẽ thấy quen với tầm nhìn vượt thoát, và thường là thầy Quân sẽ mở ngoặc một cái ngoặc rất cụ thể là thoát tiền bạc. Thì ở đây nó không chỉ hẳn là tiền bạc nó chỉ là một dạng. Ở đây góc nhìn của mình nó phải là thoát được cái sự sở hữu, tiền bạc nó chỉ là một dạng, nhưng mà đôi khi á cái thanh danh cũng là một cái sự sở hữu. Cả nhà đồng ý không ạ? Có thể là tôi đào tạo cho anh miễn phí, nhưng mà anh phải nói rằng cái đấy là cái của tôi. Thì bản chất vẫn thoát tiền bạc rồi, nhưng mà nó vẫn dính cái tục cái của tôi ở đó. Là thoát cái danh, thoát tiền bạc thì lại bị kẹt vào cái danh. Nên là người đi làm kinh doanh thì bị kẹt vào tiền bạc, còn người đi làm cộng đồng lại kẹt vào danh dự. Kẹt vào những cái lời khen, kẹt vào những cái ham muốn về mặt tinh thần. Và chúng ta thì không kẹt vào cái gì cả. Tất nhiên đó là thứ chúng ta cần phải nhìn nhận để chúng ta thay đổi, chứ không phải là ngày một ngày hai làm được. Nhưng mình tin là với cái tinh tư tưởng đó thì chúng ta sẽ dần 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 vượt thoát được. Vượt thoát ở đây cái cao cả nhất là vượt thoát cái bản ngã của mình. Thì đấy chính là tầm nhìn vượt thoát. Rồi để là hiện thực hóa được tầm nhìn vượt thoát này á, thì mỗi con người đều phải rèn luyện bản thân dựa trên cái 5 năm 6 1 3, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thuần hóa được cái tôi của mình, cũng như là để thực hiện được tầm nhìn vượt thoát đó. Và để mà hiện thực hóa được tầm nhìn vượt thoát thì cần phải có một cái sứ mệnh. Tầm nhìn thì thể hiện cho cái chí hướng, còn sứ mệnh thể hiện cho cái hành vi cụ thể là tôi sẽ làm gì, tôi sẽ định vị mình là ai, mình sẽ làm gì. Chức giáo dục phi lợi nhuận đào tạo nhân bản con người phụng sự để cùng nhau triển khai mô hình văn hóa đọc tại trường học và cộng đồng. Thêm một cái điều nữa về tầm nhìn vượt thoát, trước khi mà mình chuyển sang phần sứ mệnh, tầm nhìn vượt thoát nó là thứ để hướng hành vi của mình đến điều tốt đẹp, hiền thiện. Tầm nhìn vượt thoát không phải là thứ phải đạt được. Chúng ta đặt ra một cái áp lực phải đạt được tầm nhìn vượt thoát, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tầm nhìn vượt thoát. Khi còn khi chúng ta hướng về tầm nhìn vượt thoát thì tự nhiên hành vi của chúng ta sẽ có tầm nhìn vượt thoát. Cho nên là không quan trọng người lực lượng kém hay nội lực tốt. Cái quan trọng là mỗi một lần mà mình làm cái gì mình cứ soi về tầm nhìn vượt thoát thì tự nhiên nó điều chỉnh hành vi một cách tự nhiên. Chúng ta nhớ điều này nha. Mỗi một lần làm cái gì đó cũng tự soi mình để hướng về tầm nhìn vượt thoát thì tự nhiên nó sẽ điều chỉnh nhận thức và hành vi về cái hướng này mà một cách tự nhiên, đừng có cố gắng. Còn khi mà chúng ta phải cố gắng cái này cái kia, khi đấy kể cả là chúng ta là người nội lực tốt, nhưng cái gì cố gắng, cái bản ngã nó cố gắng, chứ không phải là cái sự tự nhiên nó cố gắng đâu, thì chúng ta vẫn khiến mọi thứ nó trở nên mất tự nhiên. Làm gì cũng như vậy. Bây giờ mình cứ đang làm, mình cứ quan sát bản thân thật kỹ, và mình có một cái tác ý là bây giờ những thứ mình làm nó có hướng đến tầm nhìn vượt thoát hay không, tự nhiên nó sẽ điều chỉnh nhận thức hành và hành vi một cách tự nhiên. Còn khi mà chúng ta cố gắng áp đặt bản thân mình theo cái hướng nào đó về mặt lý trí thì lý trí nó là một dạng của bản ngã thôi mà, thế cho nên là nó lại hướng về mình về 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 một cái điều mà theo cái quan điểm cá nhân của mình. Còn là anh chị em cứ tự nhiên, kể cả là mình đừng quan trọng là mình là người nội lực kém hay là nội lực không tốt hay là không tốt. Mình chia sẻ với cả nhà là cuộc sống của mình ấy, nó sẽ liên tục biến đổi và không có một cái định nghĩa đúng nào cho một người gọi là hoàn toàn cả. Có lúc bạn vui, có lúc bạn buồn, có lúc bạn giận, thì cuộc sống cứ liên tục như vậy. Nên là không thể nào là kết luận một người là nội lực kém hay nội lực không kém hết, tất cả những kết luận đó là đều không đúng. Có lúc nó sẽ kém, có lúc nó sẽ tốt. Chỉ có người là đa phần kém và đa phần tốt thôi, còn phần lớn không có một kết luận nào đúng với tất cả mọi người hết. Khi chúng ta kết luận một người là nội lực kém hoặc là nội lực không kém, không tốt, chia sẻ với cả nhà này. Bây giờ một người nhá, một người có nội lực kém, vậy thì tiêu chuẩn nào để đánh giá anh ấy kém đây? Ví dụ như mọi người nói rằng là mình là người nội lực kém, người A là nội lực tốt, đúng không? Nhưng cái người A ấy, so với các bậc thiền sư ấy, thì là cái người A đấy cực kỳ kém, đúng không? Cả nhà đấy đúng không ạ? Có thể là mình so với người ta thì mình rất kém,
Nhưng mà người ta là cái người tốt, nhưng người ca lại so với các bậc thiền sư người ta khéo khi là không biết ở ở cái tầng nào ở dưới đất cả nhà đấy, đúng không ạ? Vậy thì lấy tiêu chuẩn gì để đánh giá kém hay tốt? Không 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 kém này, cho nên là đừng bị lệ thuộc quá vào cái định nghĩa của mình, cứ nói là em là người nỗ lực không tốt. Vậy thì tiêu chuẩn nào đây? Rồi nói là người này nỗ lực tốt nhưng mà so với cái người mà bậc các bậc giác ngộ thì chúng ta không biết là đang ở tầng tầng đất nào, đúng không nào? Vậy thì chúng ta đừng hạn chế bản thân mình bằng những cái đánh giá rất phiến diện như vậy. Và từ khi mình hiểu cái điều này thì không so sánh mình với ai nữa ấy. Bởi vì khi đã đánh giá là kém hay không kém thì đã phải có sự so sánh hoặc thang đo, thì cái thang đo nó phải chuẩn mực, một là cực kỳ chuẩn mực, và hai nếu như không có thang đo chuẩn mực thì đừng có được kết luận và đánh giá, thì khi đấy bản thân mình không có tự tin. Cho nên ngài Anh Cha mới nói một câu là khi bạn thấy bạn hơn người bạn cũng chật, khi bạn thấy bạn bằng người thì cũng chật, mà khi bạn thấy bạn ấy kém người thì cũng chật luôn. Vì sao? Khi mình thấy mình hơn người thì tâm gì vận hành, tâm ngạo mạn vận hành. Khi mình thấy mình bằng người á thì cái sự coi thường nó sinh ra. Đó, còn khi mà mình thấy mình kém người á thì sự tự ti nó sinh ra. Vậy thì tất cả những cái sự so sánh một cách phiến diện như vậy không nên so sánh đã. Tại sao lại chúng lại sinh ra sự so sánh? Bởi vì chúng ta quên mất bản thân mình mà hướng ra bên ngoài quá nhiều. Cho nên mới sinh ra cái nội lực kém không kém. Nha. Còn khi mà đã có thang đo chuẩn mực, ok, chúng đồng ý chúng ta sẽ đánh giá. Còn khi mà chúng ta thấy mình không có một cái thang đo chuẩn mực để đánh giá bản thân mình thì đừng vội kết luận. Và cũng đừng vội kết luận ai cả. Có thể là chúng ta vẫn sử dụng một số cái kết luận ban đầu để chúng ta hiểu một chút thôi, nhưng đừng bị dính mắc vào cái sự kết luận đó. Có thể chúng ta vẫn đánh giá là bạn này hay buồn, một chút, nhưng chúng ta hiểu một điều rằng là cũng có lúc bạn ấy sẽ vui. Không có nghĩa là chúng ta nói bạn ấy buồn là lúc nào bạn ấy cũng buồn. Thì đấy chính là một cái sự đừng đừng vội kết luận như vậy ha. Nhưng một số anh chị em hơi mình thấy anh chị em hơi tự ti một chút, bởi vì chúng ta quên mất điều này, bởi vì chúng ta vội đánh giá. Tại sự đánh giá đấy nó sinh ra từ việc chúng ta hướng ra bên ngoài để đánh giá bản thân. Có thể chúng ta vẫn sẽ có một số cái sự so sánh, nhưng cái quan trọng nhất là đừng dính mắc quá vào cái sự so sánh đó, bởi vì tất cả sự so sánh nó đều khập khiễng, không thể đúng được đâu. Bởi vì cuộc sống nó vốn rất sinh động ở điểm là nó biến đổi liên tục, và chúng ta lại lấy toàn bộ những cái dữ liệu trong quá khứ để quy chụp, sau đó thì lấy cái quy chụp trong quá khứ để chụp cho cả bây giờ và tương lai, thì đấy là điều không đúng. Rồi tiếp theo sứ mệnh. Cho nên là để thực hành được tự tầm nhìn vượt thoát chỉ đơn giản thôi, vì anh chị em mình action một cái gì đấy, mình phụng sự một cái điều gì đấy vừa cho người khác, chúng ta cứ hướng tâm về tầm nhìn vượt thoát. Bây giờ chúng ta là cùng nhau kiến tạo toàn một cái quốc gia toàn dân tinh hoa đọc sách, thì những việc mình làm bây giờ nó có đúng không, nó có tốt không, với cái tầm nhìn này chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì tự tâm mình trả lời là được, chứ không phải là chúng ta đưa ra một tiêu chuẩn thế nào là một quốc gia toàn dân đọc sách quá là rõ ràng, mà chỉ cần đơn giản là mỗi lần mà chúng ta làm một điều gì đấy đó, chúng ta kiểm chứng lại cái tâm mình và tự đặt cho mình câu hỏi, lúc đó thì tâm mình nó sẽ tự trả lời. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ chúng ta không có cái một cái tiêu chuẩn chung. Sứ mệnh của chúng ta là trở thành một cái tổ chức phi lợi nhuận nha. Một chút phi lợi nhuận, và thế nào là phi lợi nhuận? Đấy. Thì phi lợi nhuận là gì? Là một tổ chức phi lợi nhuận, không phải là một tổ chức phi tài chính. Phi lợi nhuận tức là, mà cũng không phải là một tổ chức không có lợi nhuận. Phi lợi nhuận và không có lợi nhuận hoàn toàn khác nhau. Phi lợi nhuận là gì? Là toàn bộ tất cả những cái lợi nhuận của tổ chức đó để tái tạo toàn bộ cái lợi ích đó cho cộng đồng, không chia theo cổ tức cho những người sáng lập. Bình thường một tổ chức có lợi nhuận là gì? Là khi mà có lợi nhuận thì họ sẽ có quyền là chia cổ tức, đúng không ạ? Đấy, bao nhiêu phần trăm thì tùy thuộc vào ban quản trị quyết định. Ví dụ như là lãi 10 đồng thì anh chị em quyết định là chia cổ tức cho toàn bộ cổ đông 4 đồng, còn 6 đồng còn lại để vào
tái tạo lại cho tổ chức, xây dựng ekip, xây dựng cơ sở vật chất, cái gì đó thì cái thì tùy. Còn với chúng ta là tổ chức dự án phi lợi nhuận thì toàn 10 đồng đó thì quay lại hết cho cộng đồng, không có chia bất cứ cho một cái lợi ích nào cho một cá nhân nào hết, thì đấy chính là phi lợi nhuận. Và chúng ta sẽ cam kết làm cái này. Quỹ của mình sẽ chia làm hai dạng, hai loại. Một là để quỹ phát triển nguồn nhân lực. Đây này, để mình chia sẻ cho cả nhà cái để tìm hiểu hơn, nhiều hơn về trí tuệ Việt Nam thì anh chị em mình có thể làm cái này ha. Là cái này. Vào cái đường link này, gnet.vn gạch chéo Lâm Pháp trí tuệ Việt Nam. Đây thì mình xem màn hình lên ở đây. Đấy, ở đây thì trong slide thì nó không có cụ thể. Đấy, nó có cụ thể nhưng mà nó chỉ ở dạng slide. Các anh chị em mà muốn hiểu hơn, chi tiết hơn về năm pháp cũng như kế hoạch các kiểu thì các kế hoạch như này thì sau này sẽ public toàn bộ với cộng đồng luôn. Đó, mọi người muốn làm gì là lên trên này có hết. Bình thường các doanh nghiệp mà kế hoạch kinh doanh của họ, đúng không? Bình thường cả nhà đấy là một doanh nghiệp, họ có public kế hoạch kinh doanh của họ không? Public chế độ như nào không? Đường hướng chiến lược như nào không? Bởi không bao giờ public, bởi vì sao? Public thì đối thủ sẽ biết họ ra sản phẩm này, họ ra đường hướng này, marketing như thế này là thôi là xong rồi. Nhưng mà một tổ chức có tầm nhìn vượt thoát có thể sẵn sàng chia sẻ bất cứ thứ gì. Tầm nhìn vượt thoát cũng là một cái dạng như vậy. Có thể chia sẻ tất cả kế hoạch cho tất cả mọi người cộng đồng, không quan trọng, bởi vì không ai là kẻ thù hết, không ai là đối thủ, mà chỉ có bạn đồng hành và cộng sự thôi. Đấy chính là tầm nhìn vượt thoát. Trong cuốn sách tái tạo tổ chức thì có một doanh nghiệp rất đặc biệt là ông ấy sẵn sàng đào tạo cho cả đối thủ cạnh tranh của ông ấy. Cái cuốn tái tạo tổ chức nói về mô hình xanh học ấy, là cái ông ấy sẵn sàng đào tạo, ông ấy dành thời gian để đào tạo training cho cả những cái công ty mình tạm gọi là đối thủ cạnh tranh cùng ngành với ông ấy. Bởi vì sao? Bởi vì ông biết một điều rằng là cái doanh nghiệp này họ cũng đang cùng sứ mệnh với mình để phụng sự, mang cái giá trị kiểu như thế này, mang cái giá trị này để một cái công ty về 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 mình không nhớ không nhầm là về y tế, sẽ có rất nhiều người sẽ cùng ông ấy làm cái việc này chứ không phải là mình công ty của ông ấy nữa. Khi ông ấy đào tạo cho nhiều công ty tốt thì có rất nhiều người cùng sứ mệnh này để thực hiện cho quốc gia của ông ấy. Thì chúng ta thấy cái sứ mệnh của họ có cao cả không? Và họ sẵn sàng là nếu như mà để những công ty khác làm tốt, họ sẵn sàng là nhường lại cái thị phần đó để cho các công ty khác làm tốt hơn họ. Bởi vì cái mục đích của họ là hướng cho gì ạ? Cho quốc gia, cho người dân của họ, cho cộng đồng chứ không phải là cho gì mình cái cá nhân của họ nữa. Thì đấy chính là một trong những đặc điểm rất quan trọng, cái tầm nhìn, cái sứ mệnh cao cả trong những anh chị em mà làm mô hình xanh học. Còn các công ty khác thì rất khó làm việc này. Và chúng ta thấy cái điều này rất xa vời với rất nhiều tổ chức. Hay bản thân của chúng ta khi nghe điều này chúng ta cũng thấy nó phi lý, chúng ta cũng thấy cảm thấy cấn tâm kiểu gì, đúng không? Nó nghe không có thuận tai. Rõ ràng là cái việc này cạnh, đúng không ạ? Kinh doanh thương trường là chiến trường. Nhưng mà trong định nghĩa của những công ty xanh ngọc hoặc là những cái tổ chức như chúng ta, thương trường là cái trường của tình thương. Cái trường để học về tình thương ấy, từ bi trí tuệ. Thương trường là như vậy, là cái trường của tình thương. Còn bình thường là thương trường là chiến trường, đúng không ạ? Là phải đánh nhau, là phải người này đổ máu, người kia ngã xuống thế nó mới vui. Thì có hai kiểu đánh nhau, một là đánh nhau với người khác và hai là đánh nhau với chính mình. Để đánh nhau với người khác là thương trường là chiến trường, còn đánh nhau với chính mình là thương trường là cái trường của tình thương. Đánh nhau với những cái gì là cái tham sân si của mình nó nổi lên hàng ngày. Thì chị em mình có thể vào đây, vào đây để xem. Chúng ta sẽ tiếp tục ở cái slide. Thì anh chị em mình có thể là vào cái đấy xem kế hoạch chi tiết Việt Nam, xong là biết đâu đó anh chị em mình thấy hấp dẫn được một cái mảng nào, một cái mảng công việc nào, biết đâu đó chúng ta sẽ dấn thân nhiều hơn, không chỉ cục bộ nằm trong dự án và nó đọc nữa, không chỉ là trong K3 nữa, có thể là một cái dự án khác.
Còn đây là cái tầm nhìn chung của GNS trong 2022, cái này thì đã được thầy Trần Việt Quân soạn. Đấy, thì mình nói qua với cả nhà để cả nhà biết là trí tuệ Việt Nam là một dự án trong khoảng tầm 20 dự án của cộng đồng sư tử tế. Tầm nhìn của thầy ạ, nó có hai thứ. Một là xây dựng một cái đại học ba gốc, và hai là xây dựng một cái mạng xã hội học tập. Hai cái này thì căn bản nó sẽ bổ trợ cho nhau. Một cái mạng xã hội học tập nó hướng tới những cái điều liên quan tới mạng lưới kết nối hoạt động cộng đồng. Còn đại học ba gốc nó chính là một cái trường để đào tạo về bốn vòng tròn đào tạo. Bốn vòng tròn đào tạo. Và các mô hình này thì xây dựng cái mạng lưới tự quản. Tất nhiên là đây là lý tưởng, để hiện thực hóa nó thì cần phải có rất nhiều những bước đó. Và trong trong năm nay đây, trong năm nay của dự án của GNS thì sẽ xây dựng những cái team tự quản này, xây dựng những cái cơ chế pháp lý, rất nhiều cái mảng khác. Thì cái này thì cũng không cần phải nói chi tiết, nhưng mà mình muốn chia sẻ để cả nhà có thể là biết qua về cái tầm nhìn đó, 5 năm xây dựng đại học ba gốc, dự án văn hóa đọc lan tỏa khắp nơi này. Đấy, và trong nay năm nay thì sẽ hoàn thiện cái bộ năm pháp cho BK, cho GNS. Hiện tại nó đang có bản 1.0 rồi, dần dần nó sẽ có tiếp. Năm pháp mà trí tuệ Việt Nam đang làm ấy, là chúng ta đã đi tiên phong, và sau đó thì khi mà chúng ta có cái năm pháp đó rồi thì chúng ta đã đưa sang được BK toàn bộ GNS, thì nó sẽ bị đưa sang GNS thì nó sẽ bị chậm pha hơn một chút, cho nên là anh chị em mình đi trước thì sẽ phải giống như kiểu đi đầu mở đường, thì cái người mở đường nó sẽ phải 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 đi nhanh hơn một chút và phải tạo ra được con đường cho người khác đi. Thì đấy là tầm nhìn chung của GNS này. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từng phần một. Đầu tiên là tầm nhìn và thoát kiến tạo quốc gia toàn dân đọc sách tinh hoa ba gốc rễ. Thì thứ nhất này, quốc gia đọc sách tinh hoa ba gốc rễ thì quốc gia đó sẽ có sự hài hòa bền vững giữa các mối quan hệ như con người với thiên nhiên, các tôn giáo với nhau, người dân với chính phủ, rồi con người với chính mình. Và góp phần chấn hưng lại giáo dục nền tảng đạo lý ngày xưa. Một trong những điều đặc biệt ở đây, anh chị em nào biết thời nào mà một trong những cái triều đại mà quốc thái dân an nhất trong toàn bộ lịch sử đất nước Việt Nam, cả nhà biết triều đại nào không ạ? Anh chị em mà biết triều đại nào thì đang gõ xuống khung chat cho mình đấy. Ở đây chúng ta có rất trải qua một cái triều đại, rất nhiều những cái triều đại khác nhau, và như chúng ta đã biết, bất cứ một triều đại nào cũng lấy một cái chủ thuyết nào đó để cai trị, để gọi là trị nước, đúng không ạ? Để gọi là quản lý đất nước. Một bất cứ một cái thể chế chính trị nào đều phải dùng một cái chủ thuyết nào đó. Từ phong kiến đến hiện tại sau chủ nghĩa đều có một cái chủ thuyết, cả nhà đồng ý không ạ? Hiện tại ví dụ như chúng ta đang theo chủ thuyết là chủ thuyết xã hội chủ nghĩa. Thời xưa thì có những cái chủ thuyết là có thể là do tự người dân nghĩ ra, tự cái ông vua đấy nghĩ ra xây dựng.
Nhưng xây dựng dựa trên nền tảng nào? Dựa trên cái ích kỷ của mình hay là dựa trên một cái nền tảng đạo lý? Thì cái chủ thuyết hay là một cái chính sách cai trị của người dân, của cái ông vua đó mà dựa trên nền tảng đạo lý, thì quốc gia đó sẽ có một cái nền tảng liên quan tới việc là sẽ phải chú trọng vào cái công tác con người với con người. Những cái nền tảng đạo đức đạo lý nó sẽ được kế thừa từ nền tảng đạo lý. Còn nếu như chỉ đơn giản là đưa ra chính sách để vơ vét của cải của những của dân, thì phần lớn tất cả những cái điều đó dựa trên lòng tham. Một công ty thì chúng ta được gọi là những cái giá trị vô hình như là tầm nhìn luật, tầm nhìn này, sứ mệnh này, rồi giá trị cốt lõi, đúng không ạ? Tất cả những cái phần đó mà hướng tới dựa trên nền tảng của đạo lý, thì cái doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững, hài hòa. Còn nếu như họ phát triển dựa trên lòng tham, phát triển dựa trên lợi ích cá nhân của một nhóm người, thì tổ chức đó nó sẽ chỉ hướng lợi ích như vậy thôi. Vậy thì chúng ta để ý này, ngày xưa, thời xưa, đặc biệt là thời Lý và thời Trần, đặc biệt là thời Lý, các vua đều được đào tạo rất bài bản, học tập rất sâu sắc về về Tam giáo, đặc biệt là Phật giáo. Tam giáo bao gồm đạo Phật, đạo Lão và đạo Nho. Đạo Lão tức là của Lão Tử, đạo Nho là của Khổng Tử. Tất nhiên là học chính gốc từ lời Phật, lời của Lão Tử, của Khổng Tử hay không thì chúng ta không rõ được, nhưng về căn bản là mọi người có học về cái những cái này. Và điều gì xảy ra nếu như một người vua mà có học được tinh thông về Tam giáo? Điều gì xảy ra? Nó sẽ xây dựng một cái chính sách không chỉ là trị trị quốc mà là trì quốc. Trị quốc là công việc của một nhóm người, còn trì trì tức là giữ gìn, bảo vệ, là công việc của muôn dân. Trị quốc tức là cai trị thì chỉ có mấy ông có hội đồng quản trị nó leader lo thôi, là trị, là xây dựng mô hình quản trị, đúng không, xây dựng những cái chính sách thì là chỉ có một nhóm người làm thôi, là vua và các quan thôi. Nhưng mà trì quốc thì toàn dân phải lo chứ, sao vua mình lo được, bên giặc nó đến thì làm sao mà vua đánh giặc được, toàn dân cùng làm chứ. Từ đó mới sinh ra những ngũ minh ư nông, rồi vườn không nhà trống, rồi sinh ra những cuộc chiến tranh nhân dân. Không có sự góp của toàn dân thì làm sao được. Thế cho nên là một cái đất nước mà muốn phát triển được và đặc biệt là có sự đồng lòng ấy, thì phải là xây dựng những chính sách trì quốc, làm thế nào để dân chúng cùng tham dự cùng. Thì không thể nào mà tham dự cùng với một cái tinh thần uể oải rồi ức chế được. Làm thế nào để dân tin tưởng vào vua, tin tưởng vào những cái chính sách đó, thì đòi hỏi họ phải xây dựng một cái nền tảng về mặt đạo lý, sống với nhau phải đạo đức, điều đúng điều sai phải rõ ràng phân minh, chứ không có chuyện là lập lờ rồi vơ vét của cải. Vua làm gương trong cái việc đào luyện bản thân. Các con như chúng ta đã biết là thời vua Lý thì cứ đến 15 tuổi là các hoàng tử là sẽ phải đẩy ra ngoài ở hết ở ngoại thành ấy, không cho ở trong cung, tự đi mở phủ, tự đi trồng làm nhà và làm rất làm gọi là trồng lúa để lấy đồ ăn ấy. Và chịu gọi là thuế y hệt như người dân, chứ không có chuyện là không có được miễn thuế cho vua, cho hoàng tử đâu. Sau đó thì mới được vào trong, và 18 tuổi 3 năm sau đó 18 tuổi mới được vào trong 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 trong, trong triều, để gọi là nhận một cái gọi là một cái nhóm 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 quân để bắt đầu có những cái việc là đào tạo huấn luyện, rồi thực hiện những cái công tác của triều đình. Còn 3 năm là đi huấn luyện ở ngoài. Rồi vua cũng sẽ tự phải trồng lúa để thắp hương cho tổ tiên, chứ không có, không phải là dựa trên nền tảng là mình đi mình lấy thuế, tiền thuế của người dân để mình làm việc đó. Thì khi mà vua có một cái nền tảng đạo lý như vậy, sẵn sàng làm gương cho mọi thứ như vậy, thì rõ ràng quốc gia đó sẽ rất là tốt. Nhưng tất nhiên, bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi là hiện tại tại sao mà nền tảng đạo lý của chúng ta bây giờ nó có bị ít đi? Chúng ta không có bàn về chính trị, nhưng có một điều là chúng ta đang bị chạy theo rất là nhiều những cái tư tưởng ngoại lai rất nhiều, bỏ quên những cái nền tảng đạo lý của ông bà ông cha ta để lại. Chúng ta hướng hướng ngoại cầu huyền quá nhiều. Ví dụ như bây giờ rất là xính ngoại, đúng không? Cái gì cũng phải hàng hàng này hàng kia thì mới dùng nó mới tốt.
rồi chúng ta được du nhập rất là nhiều cái tư tưởng phương Tây, và chúng ta không thẩm định xem nó có thực sự phù hợp với cái người phương Đông của mình hay không, hay đấy chỉ là bản chất chỉ là lòng tham thôi. Thì nền tảng đạo lý đó chúng ta thấy này, nếu như một quốc gia mà có nền tảng về đạo lý ba gốc rễ thì quốc gia đó sẽ phát triển bền vững, không phải phát triển nó. Nên bởi vậy nên là cái trách nhiệm của chúng ta sắp tới là gì với dự án trí tuệ Việt Nam, với dự án ở trong cộng đồng số tử tế. Nghe thì có một cái từ nó rất là hơi bị lớn, góp phần chấn hưng lại giáo dục, thì mình chia sẻ với cả nhà là bản chất là nếu như xét về góc độ về quyền lực thì có thể chúng ta không bằng những người có quyền, đúng nào, nhưng xét vào cái tâm mong muốn cho đất nước này tốt đẹp hơn thì cuộc đời này không có quy định là ông chủ tịch nước là phải cái tâm phải rộng lớn, còn người dân là tâm nó nhỏ hơn, theo vận hành của tâm thì nó không theo cái quy tắc như vậy. Mà chúng ta với người chủ tịch nước, với cái người có cầm quyền của quốc gia mình với các lãnh đạo của quốc gia mình là có quyền được được hướng về tổ quốc giống hệt nhau, không có ai quy định là bạn nhỏ nhỏ lại còn ông kia phải lớn lớn lên. Về quyền lực thì đồng ý chúng ta không có, nhưng về góc độ liên quan tới cái tâm thì cái mong muốn giúp quốc gia mình nó tốt hơn thì không có phân biệt. Nên nhiều người bảo nhìn cái này giống như kiểu là làm cho cái này nó giống như kiểu là ông chủ tịch nước làm, mà không phải. Cái tâm thì cái quyền lực thì đồng ý là chúng ta sẽ không làm được, nhưng cái tâm thì mình nghĩ rằng là chúng ta đều cần phải có trách nhiệm khi chúng ta đã sinh ra trở thành một cái người có quốc tịch rõ ràng, chúng phải có trách nhiệm với quốc gia đó, và phải có nhân duyên thế nào chúng ta mới sinh ra tại Việt Nam. Nên là cái việc này, mà hơn nữa chúng ta đang đang được lấy giá trị ba gốc rễ là một nền tảng đạo lý sơ khởi, thì chúng ta sẽ phải có trách nhiệm cho một cái nền giáo dục như thế này. Và ở đây có rất nhiều các anh chị em là các thầy cô giáo, sắp tới chúng ta làm dự án cho K3 văn hóa đọc. Mục tiêu của mình là 800 đơn, còn đạt được hay không chúng ta không biết, thì ít nhất phải có tầm 600-700 thầy cô tham dự, 600 đi. Và 600 thầy cô giáo đó cùng chuyển hóa được thì sẽ có bao nhiêu lợi ích của học sinh sẽ được nhận được, đúng không? Mỗi một thầy cô ảnh hưởng đến khoảng cả nghìn bạn, bởi vì một thế hệ thầy cô đào tạo biết bao nhiêu học sinh, 600 nhân với 1.000 người đã là 60.000 người rồi, nguyên cái K3 đã ảnh hưởng đến khoảng tầm 60.000 người trong mấy năm như vậy đó. Thì cho nên là cái phần ngày hôm nay chia sẻ lại với cả nhà về cái tầm nhìn này để chúng ta cùng một phần nào đó chúng ta chạm được vào cái why ấy. Tại sao chúng ta phải làm cái điều này, thì anh chị em mà hiểu được cái giá trị này chúng ta cùng nhau làm thì sau này cái how nó sẽ bớt dần những cái lộ cộ, những cái vấn đề thậm chí nó không tốt một tí, cái phần how nó hơi kém một tí hoặc là nó hơi lộn xộn một tí thì chúng ta cũng cảm thấy không vấn đề gì cả, bởi vì cái tầm nhìn này nó đủ lớn để nó kéo chúng ta đi qua những cái thử thách, qua những cái đôi khi nó những cái ổ gà, ổ voi trên đường ấy, nó sẽ có. Thì đấy chính là cái nền tảng này cả nhà nhá. Rồi cái phần thứ hai này, thế nào là quốc gia đọc sách tinh hoa ba gốc rễ, thì chúng ta phải có ba trụ cột là gia đình, trường học và cộng đồng cùng chung tay xây dựng mô hình thủ lĩnh văn hóa đọc. Mô hình này nó bao gồm gì? Nó bao gồm có ba cái cấu trúc, ba phần. Một là sẽ phải có người thủ lĩnh, thứ hai là có hoạt động văn hóa đọc, và cái thứ ba là có không gian ba gốc rễ. Ba cái cấu phần này tạo nên một cái nền tảng văn hóa đọc của cả quốc gia, và sẽ phải có sự tham dự của gia đình, của trường học và của cộng đồng. Đối tượng tham gia là gia đình, trường học và cộng đồng. Còn cái mô hình nó gồm có ba trụ cột: thủ lĩnh, hoạt động và nó đọc và không gian ba gốc rễ. Khi nào mình xây dựng được ba yếu tố này tròn đầy, chúng ta sẽ có một cái mô hình văn hóa đọc, nhưng nó sẽ có không gian chính yếu và thứ yếu. Cái gì là chính yếu? Chính yếu ở đây chính là người thủ lĩnh và hoạt động văn hóa đọc là chính yếu, còn không gian ba gốc rễ là thứ yếu. Nơi nào có thủ lĩnh, nơi đó có văn hóa đọc. Còn bình thường những mô hình văn hóa đọc khác là nơi nào có thư viện, nơi đó có văn hóa đọc. Đúng không nào? Các mô hình bình thường về văn hóa đọc bình thường, nơi nào có thư viện, nơi đó có văn hóa đọc, nhưng mà mình hiểu không? Nơi nào có thủ lĩnh, nơi đó mới có văn hóa đọc. Bởi vì ai là người đứng lên để kêu gọi mọi người văn hóa đọc? Còn có thư viện để đấy, chắc gì đã đọc sách, bởi vì sách không có khả năng nói chuyện. Sách chỉ đến với những ai mở sách ra, còn cái công tác
Từ khi họ bắt đầu chưa quan tâm đến sách đến khi họ mở sách ra, ai là người làm thì chính là những người thủ lĩnh văn hóa đọc này. Họ có trách nhiệm làm gương, đúng không nào? Thế nào là thủ lĩnh văn hóa đọc? Là người thấm nhuần hành động 55613, là người biết rèn luyện bản thân theo năm thói quen, là người biết xây dựng lục hòa với đội ngũ, là người biết lan tỏa giá trị tới cộng đồng theo triết lý người đi trước thắp đuốc người đi sau, và người luôn gìn giữ ba lời thề từ tâm. Đấy là tối thiểu là 5613. Còn nếu như mà người đó biết xây dựng một cái mô hình bất cứ thứ gì theo năm pháp ấy thì càng tốt. Thì trong năm 55613 này có những người sẽ làm tốt được năm thói quen, có người sẽ làm tốt được lục hòa, có người sẽ làm tốt được cái triết lý lan tỏa, có người sẽ làm tốt được lời thề từ tâm, thì tùy mỗi một người sẽ làm tốt một việc mũi nhọn. Nhưng nếu như được chúng ta phải biết được cả cả năm cái mũi nhọn này. Năm pháp để xây dựng cấu trúc vận hành của một tổ chức. Năm thói quen để biết cách xây dựng những cái thói quen tốt lành mạnh mỗi ngày. Lục hòa để biết xây dựng đội ngũ. Một triết lý để biết lan tỏa cộng đồng. Và ba lời thề từ tâm để làm kim chỉ nam dẫn đường cho cuộc đời của mình. Lúc nào cũng như vậy. Tôi sinh ra trở một cái người học tập vô điều kiện, học tập suốt đời, đúng không ạ? Sau đó thì mình là cái người phụng sự vô điều kiện để hướng về tầm điểm vượt thoát. Mình là cái người mà trung thực đến tận cùng để liên tục nhìn lại mình, soi xét lại hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình để xem cái gì đúng, cái gì chưa đúng. Đúng thì bắt đầu phát huy tiếp, còn chưa đúng thì bắt đầu sửa đổi. Thì đến những người thủ lĩnh. Thế nào là hoạt động văn hóa đọc? Xây dựng hoạt động dựa trên chín chín bước tự học tự rèn không? Đấy là hoạt động văn hóa đọc. Văn hóa đọc của mình phải đến quả đỏ. Còn chúng ta đi được khoảng tầm 3 4 bước trên cái hành trình chín bước này cũng được, không quan trọng, quan trọng là đi. À, còn đi đến đâu thì tùy vào năng lực và nguồn lực của từng người, của từng nhóm. Nhưng quan trọng là chúng ta thấy cái con đường. Một người mà làm văn hóa đọc mà không không nắm chắc về chín bước thì rất khó thiết kế hoạt động, hoặc là thiết kế cục bộ. Thiết kế là dựa trên cái công thức có sẵn chứ không phải dựa, thiết kế dựa trên nguyên lý. Một người nắm được nguyên lý chín bước này rồi thì thiết kế được rất nhiều hoạt động, vô số hoạt động. Nhưng mà không nắm được nguyên lý này mà mình đi copy theo, ví dụ như đi đến dự án A họ làm này mình làm như hệt thì gọi là copy dựa trên hành vi, còn mình copy dựa trên nguyên lý mình biến ảo vô cùng luôn. Cái người mà hiểu nguyên lý rồi thì sẽ biến ảo vô cùng, còn người mà không hiểu nguyên lý mà copy dựa trên đi sao chép dựa trên hành vi thì học không biết đến bao giờ cho nó xong. Thế nào là không gian ba gốc rễ? Có cây ba gốc này, có sách tinh hoa, có tranh vĩ nhân, có trò chơi, thì cái này nó là thứ yếu thôi. Nơi nào có cái này cũng tốt, không có thì không sao, quan trọng nhất là thủ lĩnh và hoạt động văn hóa đọc. Như chúng ta ở đây chúng ta làm K3, chúng ta có không gian ba gốc rễ đâu? Chúng ta có một chút không gian ba gốc rễ nhưng không nhiều. Đấy là gì? Là banner hình ảnh, bản chất nó là một cái dạng không gian ba gốc rễ, đúng không ạ? Không gian tức là cái nơi để mọi người được trực quan nhìn thấy cái ba gốc rễ đấy được hiện hiện. Thì chúng ta có những phòng zoom này, đúng không ạ? Background thay đổi để tạo ra cái không khí của ba gốc rễ, đúng không? Chúng ta có Facebook để thay đổi ảnh bìa này, cái kiểu như vậy. Tức là không gian ba gốc rễ, cái ẩn chìm của nó bản chất là nơi để mọi người nhìn thấy cái sự hiển diện của ba gốc rễ về mặt trực quan đấy, hoặc là về mặt mặt âm thanh, bài hát, thơ ca, nhạc họa. Đấy thì đấy chính là những cái hoạt động. Đấy là tầm nhìn vượt thoát nha. Hôm nay là buổi mà mình nói rất sâu về tầm nhìn vượt thoát cho anh chị em, bởi vì nói sơ sơ bộ ấy, thì rất nhiều anh chị em nghe rồi, nhưng mà để nghe sâu sâu hơn nữa chúng ta thấy là vẫn cần còn nhiều tầng hơn nữa để chạm được với cái tầm nhìn vượt thoát này. Thì nó đòi hỏi tất cả anh chị em mình, chúng ta cần phải có một cái sự lắng tâm để chúng ta nhìn nhận một cái bối cảnh. Đấy, thì tự nhiên chúng ta thấy cái sứ mệnh của mình nó lớn, không phải là vì chúng ta thấy mình lớn mà chỉ đơn giản là chúng ta thấy rằng rất nhiều người đang cần thì chúng ta sẽ làm. Đây, sứ mệnh thì mình đã chia sẻ với cả nhà rồi, tổ chức phi lợi nhuận nó bao gồm những cái việc không dùng lợi nhuận này. Đấy, đào tạo nhân bản thì chúng ta sẽ có 3 nấc đào tạo nhé. Đào tạo nhân bản con người chúng ta có 3 nấc đào tạo. Thang nấc đầu tiên ấy là đào tạo đại chúng.
diện rộng. Đấy chính là hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Cái dạng thứ hai là đào tạo thủ lĩnh, chúng ta có văn hóa đọc chuyển giao. Dạng thứ ba là xây dựng đội ngũ vận hành, chúng ta có câu lạc bộ thủ lĩnh. Thì đây chính là ba nấc. Ở đây nhiều anh chị em là đã đến đến nấc thứ hai thứ ba rồi, nhưng cũng có anh chị em là đang ở nấc đầu tiên, đúng không ạ? Sắp tới mình có đủ điều kiện, chúng ta phải đi hết ba nấc. Đi hết ba nấc này tối thiểu hết một năm thì mới thấy được rõ ràng ba nấc. Rồi cái thứ ba này, chiều triển khai mô hình văn hóa đọc tại trường thì chúng ta sẽ có triết lý văn hóa đọc đi trước, tủ sách tiếp bước theo sau, xây dựng các hoạt động theo 9 bước này, xây dựng đội ngũ thủ lĩnh và xây dựng không gian. Thì đây là sứ mệnh. Rồi khi mà chúng ta có một cái cảm giác không biết là làm cái này đến bao giờ cho nó xong, thì chúng lại nhớ đến cái câu chuyện cậu bé trên bãi biển nhặt những ngôi sao biển đưa xuống biển. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó thì chúng ta không bao giờ lo hết đó. Cái quan trọng nhất là thực tại bây giờ, còn cái tương lai nó như nào thì đấy không phải là việc của mình, vì chúng ta không thể nào mà tác động được cái gì hết trong tương lai á. Mà cách tác động tốt nhất là làm tốt những gì trong thực tại, còn chúng ta ngồi lo lắng cho tương lai thì điều gì nó sẽ không xảy ra được cả, nó chỉ thêm cho mình thêm phiền não thôi. Rồi ạ, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào năm pháp vận hành. Thì năm pháp này nó chính là một mô hình với cấu trúc bền vững để triển khai bất cứ dự án nào hướng tới ba gốc rễ. Năm pháp có thể ứng dụng với từng cá nhân, xã hội hay cả một cái quốc gia. Thì khi mà chúng ta làm một cái dự án gì đấy thì chúng ta quan tâm là hướng đi của dự án đó là cái gì, đúng không ạ? Thì đấy chính là định pháp này. Năm pháp nó bao gồm này, một là định pháp, đúng không, là hướng đi, cái hướng đi của dự án đó đi đâu, có giá trị gì. Đấy, đây là định pháp. Cương pháp tức là những cái kỷ luật, mình cứ hiểu đơn giản là kỷ luật đấy, của tổ chức đó, bao gồm những cái điều nên làm và những điều có hình thức xử phạt đi kèm. Định pháp mang tính chất truyền cảm hứng rất cao, còn cương pháp thì lại mang hình thức là bạn không làm việc này thì bị xử phạt như nào, nó mang tính chất răn đe hơn một chút. Nhưng nó giúp cho mỗi một người đều xử lý được hành vi đúng tốt của mình nha. Xử phạt này. Rồi hành pháp tức là phương pháp thực hành cho nó đúng, có những cái phần thực hành nào. Đấy, công cụ nào, hộ pháp. Hộ pháp tức là phần liên quan tới bảo vệ định pháp này, tuyên truyền giáo dục, thực thi công pháp, xử lý xung đột. Tâm pháp tức là có gắn kết đội ngũ, nuôi dưỡng lý tưởng, thiền và đạo. Vậy thì ứng với từng cấp độ này. Cái này thì cũng chưa xong, nhưng mà cứ chia sẻ trước với cả nhà. Ở đây anh chị em mình nhìn thấy cái slide này đúng không? Ở đây chúng ta có các cấp độ năm pháp, thì chúng ta với cá nhân này. Cá nhân nhé. Cả nhà đi này. Với một người cá nhân thì ứng dụng năm pháp với cá nhân thế nào? Thì một người có giá trị sống rõ ràng, ở đây chị em có giá trị sống chưa, phải tự đặt câu hỏi lại, tự vấn lại bản thân mình. Định pháp nó giúp cho mỗi một người tự quay lại chính mình để tự hỏi lại chính mình xem mình đã có giá trị sống chưa, trên nền tảng đạo lý đạo đức chưa. Giá trị sống tức là thứ mà luôn luôn nó nằm trong tâm thức của mình để mình giữ được cái sự tỉnh thức, và qua đó mình soi xét hành vi của mình ạ. Giá trị sống nó là để thứ để thực hành trong đời sống, chứ không phải là thứ để tự nhiên đang ngồi rồi mình đúc kết lại đâu. Một người mà có giá trị sống là đạo lý, đạo đức thì làm gì họ cũng sẽ soi xét bản thân để xem nó đã hướng về đạo lý, đạo đức chưa. Làm gì cũng như vậy. Họ tỉnh thức ra là họ nhớ về cái việc này.
Còn tất nhiên cái lúc mất tỉnh thức thì mình sẽ không thể nào mà làm được, nhưng họ luôn phải giữ sự tỉnh thức và hướng tâm mình về những điều thiện lành, thì đấy chính là những người có giá trị sống. Một người mà có giá trị sống về mặt kinh doanh, về mặt tiền bạc, thì họ lúc làm gì cũng vậy, họ làm gì cũng họ nghĩ làm gì sinh ra lợi nhuận, làm gì sinh ra lợi nhuận, thì giá trị sống của họ là để sinh ra lợi nhuận. Nên là một người có giá trị sống, nhưng cụ thể giá trị sống đấy hướng về đâu, cả nhà mình nhìn đúng không ạ? Thì định pháp chính là trả lời câu hỏi cho từng cá nhân để chúng ta có giá trị sống gì, và quan trọng nhất giá trị sống đó phải hướng về nền tảng đạo đức đạo lý, thì đấy chính là giá trị sống. Cái thứ hai là họ có mục tiêu rõ ràng về con đường phụng sự xã hội. Về cá nhân đó, về cá nhân mục tiêu rõ ràng tức là gì, ví dụ như là tôi sẽ làm việc A, việc B, việc D như này để phụng sự cho cuộc sống, cho mọi người. Ở đây mình chia sẻ rất kỹ là áp dụng với những con người phụng sự xã hội trên nền tảng đạo lý, và nó chỉ đúng với những anh chị em nào đang mong muốn phụng sự xã hội trên nền tảng đạo lý mà thôi. Nó không đúng với tất cả mọi người, nó chỉ đúng với một nhóm người nha. Cái khuôn khổ của năm pháp với mức độ cá nhân mình viết ở đây như cả nhà đã ở trên này, chúng ta đã thấy đấy, một cái đây cái chữ màu đỏ này này. Áp dụng với con người phụng sự xã hội trên nền tảng đạo lý chỉ đúng với những người này thôi, không đúng với những người khác. Cho nên là anh chị em mang cái quan điểm này để áp cho những cái người khác, họ không có đồng tình, họ phản biện, thì đấy là điều đương nhiên bởi vì nó đúng với họ đâu nha. Rồi, một người phụng sự xã hội định pháp của họ phải giữ gìn ba lời thề. Thì đây chính là định pháp với cấp độ cá nhân nhé, là một là có giá trị sống, hai là có mục tiêu rõ ràng về mặt công việc phụng sự xã hội, tôi sẽ làm việc gì giúp cho ai cụ thể, tôi làm ban phát động, tôi làm việc A việc B phải có cụ thể, nó không chỉ có nói chung chung là tôi phụng sự xã hội nhưng không biết phụng sự là cụ thể bạn giúp cho người khác cái gì. Có người sẽ đi tổ chức hiến máu, có người sẽ tổ chức về hoạt động trồng rừng cái gì đấy, tùy tùy, nhưng mỗi người phải rất rõ ràng về con đường, cái hành vi của mình giúp cho cộng đồng là gì. Có những người làm về giáo dục, có những người làm về y tế môi trường, thì chúng ta phải rõ cái việc này. Phụng sự này nó không chỉ đóng góp về giáo dục nhé, y tế môi trường giáo dục là những cái vấn đề rất là cần thiết của muôn đời, chứ không phải là chỉ có thời này đúng không ạ? Giáo dục, y tế và môi trường là ba thứ rất là quan trọng. Anh chị em có thể chọn cả ba cái này thì tùy. Thì đấy chính là định pháp này. Còn cương pháp, một người mà trong cái mô hình năm pháp này thì với mỗi một cá nhân của chúng ta ấy, chúng ta phải xây dựng cho mình một cái nền tảng kỷ luật bản thân là ngăn việc ác làm việc lành. Đấy là về mặt hành vi, là tự xây dựng cho mình một cái nền tảng kỷ luật bản thân. Là hôm nay quyết tâm, ví dụ như là một anh chị em ở một một anh chị em có cái nền tảng ví dụ học lời của Đức Phật dạy, thì mọi người sẽ gọi là kiên quyết giữ gìn năm giới, ví dụ là như vậy. Cũng còn còn những anh chị em mà dù ví dụ chúng ta theo một cái nền tảng ví dụ như là một số anh chị em mà theo lời dạy của Chúa thì là 10 giới đúng không, giữ gìn 10 giới. Còn một số anh chị em không theo tôn giáo nào thì tùy, có thể tự thiết lập cho mình một cái giới luật nào đó, hoặc là lấy bất cứ một cái lời dạy của một cái bậc vĩ nhân nào đó chúng ta học tập, thì chúng ta phải có cái kỷ luật bản thân. Kỷ luật bản thân bản chất là những việc không làm, tuyệt đối không làm, hoặc là hạn chế làm. Một người sinh ra mà không có cái việc là tôi sẽ hạn chế làm việc gì thì nó sẽ khiến cho mình rất là dễ đuối, có thể làm bất chấp mọi thứ. Một người có trí tuệ đủ lớn, sâu sắc và đặc biệt là có được gọi là tuệ giác thì mọi người mới có đủ khả năng để biết làm cái gì thực tại nó cho nó đúng. Còn với chúng ta thì đôi khi vẫn có phải gọi là ngăn ngừa nó, bởi vì sự tỉnh giác của mình nó bị ít, nó bị kém, đa phần là như vậy. Thường sẽ bị cảm xúc chi phối, bị lý trí chi phối. Cảm xúc và lý trí đều là dạng của bản ngã, cho nên nhiều anh chị em bảo là nhiều người lý trí thì trí tuệ hơn những người cảm xúc, mình nói là không, lý trí và bản ngã, à, lý trí và cảm xúc chỉ là biểu hiện khác nhau của bản ngã mà thôi, nó không nói nên ai là người có trí tuệ. Nhưng rất nhiều người rất giỏi phân tích logic, chính họ mới là cái người mà sau này rất dễ kẹt vào cái việc logic của họ. Nhưng những người giỏi về phân tích logic chưa chắc là những người có trí tuệ cả nhà nha, là những người có trí thức. Trí thức và trí tuệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cương pháp như vậy. Rồi hành pháp. Hành pháp
Một người mà theo hành pháp thì họ sẽ sống theo năm thói quen một cách lành mạnh. Họ biết cách sống lục hòa và tới nhất pháp với đội ngũ và cộng đồng. Thế thôi. Đấy là mảng thực hành ấy. Mảng thực hành trong đời sống ấy. Sống theo năm pháp này. À, năm thói quen. Bây giờ chúng ta xem là chúng đã sống theo thói quen chưa? Hàng ngày chúng ta cái phần sống hiểu biết, hàng ngày mình học là cái gì? Sống hiệu quả, hôm nay chúng ta có thấy hiệu quả về thân, về tâm không? Hiệu quả về thân, ăn uống mặc ngủ nghỉ có lành mạnh trong trong sáng không? Hiệu quả của tâm, hiệu quả của trí, đã có cái công việc rõ ràng, mọi thứ clear chưa? Hay là mọi thứ nó cứ tù mù? Đấy, hiệu quả. Sống nâng đỡ đồng đội, hôm nay chúng ta có cái hoạt động gì tương tác nâng đỡ anh em không? Sống cống hiến, hôm nay chúng ta có làm lợi mình lợi người không? Sống tỉnh thức, hôm nay chúng ta rèn luyện cái sự tỉnh thức của mình thế nào? Thì một cái người mà áp dụng triệt để năm thói quen này vào đời sống để tự xây dựng cho mình một cái đời sống lành mạnh, sâu sắc. Áp dụng lục hòa và tứ nhiếp pháp với đội ngũ và cộng đồng. Rồi tiếp theo là chúng ta đến với hộ pháp này. Hộ pháp là gì? Là hộ pháp là nhìn lại, là đánh giá đấy. Thì một là gì? Chúng ta có thời khóa sám hối hoặc là phản tỉnh lại chính mình để soi lỗi hay không? Bình thường một cái tổ chức khác thì họ có một ban bệ để đánh giá, nhưng bây giờ mình sẽ phải tự đánh giá, bởi vì bản thân mình mà mình tự dùng cái lương tâm mình soi lỗi thôi, tự đánh giá để soi lỗi lại chính mình. Tiếp theo là áp dụng 15 chữ vàng để đánh giá cái gen hiệu quả công việc. Cái thứ ba là xây dựng thói quen viết lại những gì mình đã trải qua để truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đấy là phần hộ pháp, là viết lại những gì mình đã trải qua, bản chất là review lại đấy. Review lại để xem cái điều gì tốt, điều gì chưa tốt rồi mình đăng lên các kênh. Thì tự nhiên phần này nó sẽ là một cái phần để cho thực hiện được cái việc này, thì cũng thực hiện luôn được cái sống sống cống hiến. Rồi cuối cùng là tâm pháp, là thận trọng chú tâm quan sát trong hành vi để soi sáng được suy nghĩ, lời nói, hành động để luôn trầm tĩnh sáng suốt, tạo ra hành vi đúng tốt có lợi mình cho lợi người. Học hành về đạo lý, lời của Đức Phật, về tứ diệu đế, bát chánh đạo và thiền vipassana để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta có thời khóa tu tập theo tháng, theo quý, theo năm. Đấy là tâm pháp. Thì đây, với các độ cá nhân đây, anh chị em nhìn vào đây không cần phải tham gia trí tuệ Việt Nam, mình tự nhìn vào đây mình cũng có thể là tự hành động được, tự đào luyện bản thân được. Tứ định pháp có tư tưởng lối sống đúng đắn, có tư tưởng đúng đắn hướng về những điều thiện lành. Cương pháp đấy là những điều tuyệt đối không làm để xây dựng cho mình một cái nền tảng con người có kỷ luật. Hành pháp tức là phải có cái việc ok, vậy thì thực hành thế nào để hướng tới cái định pháp kia, hướng tới cái cương pháp kia. Thì khi nào chúng ta sống theo năm thói quen, sống với lục hòa, thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cách để thực hiện được định pháp và cương pháp. Hộ pháp tức là luôn luôn phải nhìn lại mình, bởi vì trong quá trình làm chúng ta sẽ phạm lỗi, chúng ta sẽ nhìn lại bản thân mình để cải tiến cái gen, để sám hối phản tỉnh. Tâm pháp tức là luôn hướng tâm về những điều tốt đẹp, thiện lành và xây dựng một cái đời sống tỉnh thức. Tâm pháp càng mạnh thì định pháp càng rõ, tâm pháp mà yếu định pháp lờ mờ. Định pháp lờ mờ rồi thì hành pháp cũng lờ mờ theo, cương pháp cũng lờ mờ theo. Nên có hai cách bắt đầu các pháp, năm pháp ở đây. Một là cách bắt đầu từ định pháp, đưa ra một cái lý tưởng rồi mình đi. Cách thứ hai là một cái đời sống nội tâm sâu sắc thì họ sẽ chọn cái định pháp đúng đắn. Thì ai đang nhân duyên với cái nào thì cứ đi với cái đó, tâm tâm pháp mình sáng ngời rồi, sáng hơn rồi, mình thấy cái điều này đúng đắn mình sẽ đi. Cái thứ hai là vẫn thấy định pháp này nó chưa thực sự là mình chạm lắm, nhưng mà vì mình cũng không biết là nó rõ hay không, nhưng thôi cứ thử đi thử xem như nào. Rồi ạ, thì năm pháp rồi năm thói quen, triết lý, lời thề, thì có lẽ hôm nay mình chỉ chia sẻ đến như này. Còn cái còn một cái phần nữa, cái phần cuối cùng ạ, cái phần liên quan tới một triết lý
là người đi trước thắp bước người đi sau á. Thực ra thì nói về cái này thì người đi trước thắp bước người đi sau này à, thì cái này à, chúng ta nhớ một cái key thôi, phải có đuốc thì mới thắp đuốc được đấy, không có đuốc thì không thắp đuốc được. Tức là gì? Mình phải làm được. Tiếp theo là cái lời thề từ tâm nha, ba lời thề từ tâm. Ba lời thề từ tâm thì chúng ta chú ý giúp mình, thực ra thì để nói cái này nó cũng rất là nhiều thời gian. Học tập suốt đời, lấy sự học là sự nghiệp. Học tập suốt đời, lấy sự học là sự nghiệp là một cái thái độ. Học tập mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ là vào bàn học mới học, hoặc là học mọi lúc mọi nơi là cái gì, đi đâu cũng quan sát mọi thứ để có thể học được. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình. Một điều quan trọng của phụng sự vô điều kiện này, bây giờ nhiều người nói rằng là bây giờ tôi không có điều kiện để đi thiện nguyện thì còn làm sao mà phụng sự được, giúp đời được. Mình nói luôn với mọi người là đấy là tư duy hoàn toàn sai, cái đấy chỉ là một khía cạnh thôi. Cái quan trọng nhất này, cùng một việc mình làm trong sự sáng suốt tỉnh thức nha, mình làm gì cũng thận trọng chú tâm quan sát thì sao, thì cái việc đó nó tốt cho mình đầu tiên, đấy là giúp mình. Và khi mà mình thận trọng chú tâm quan sát là cái bên trong, thì cái bên ngoài là mình sinh ra hành vi và lời nói đúng tốt thì tự nhiên nó tốt cho người. Cả nhà đồng ý không ạ? Bây giờ mình nói chuyện với một người đi, có phải là mình giữ được cái sự trầm tĩnh ổn định thì có phải mình nói cho họ những cái điều đúng đắn tốt đẹp và mình mang lại một cái năng lượng tốt cho họ. Còn mình sân hận lên mình nói, mình mắng họ thì mình mang lại một cái năng lượng sân hận cho họ, đúng không? Vậy thì giúp mình tức là giúp cho mình, bản thân mình bình an, còn giúp người tự nhiên cái bình an đó lan tỏa mọi người cũng bình an. Thì trong một cái hành vi nhỏ như vậy thôi đã là giúp mình, giúp người rồi. Giúp mình tức là thận trọng chú tâm quan sát là giúp mình, còn giúp người là biểu lộ ra thành hành vi lời nói với người khác thì tự nhiên sẽ giúp được người khác, thế thôi. Chúng ta phải hiểu cái gốc là cái đó, đấy là cái gốc. Thì tương tác với bất cứ ai, với nhóm người nào, chúng ta cũng giữ được cái tinh thần này thì đấy mới gọi là phụng sự vô điều kiện. Chứ phụng sự vô điều kiện không phải là tôi có rất nhiều tiền tôi cho đi và tôi không cần lấy lãi, không cần cái gì của anh hết. Đấy chỉ là một dạng rất nhỏ thô thiển của phụng sự thôi. Chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa đó thì cũng được, nhưng mà nó bị cản. Cái nghĩa sâu sắc nhất là làm gì cũng giữ được sự trầm tĩnh ổn định để giúp mình không bị tâm tham sân si chi phối. Và nhờ đó nó biểu lộ ra thì hành vi lời nói đúng tốt và giúp cho mọi người có được cái năng lượng đó. Thì đấy là cùng là một hành vi, ăn cơm với gia đình cũng phụng sự vô điều kiện được, đi rửa bát cũng phụng sự vô điều kiện được, đi xe máy cũng phụng sự vô điều kiện được. Chúng ta thấy không ạ? Chứ còn đâu phải là chúng ta phải mang sách lên vùng cao mới là phụng sự vô điều kiện. Có phải là chúng ta làm dự án mới là phụng sự vô điều kiện. Chúng ta làm dự án nó là biểu lộ thành hành vi dạng công việc, dạng rất là thô, rất là lớn, nó rất là rõ ràng. Còn ẩn chìm cái sự sâu sắc phải nằm ở tâm. Mọi thứ quy về tâm thì cái gì nó sâu sắc hết nha. Thì đấy là những cái phần mà chia sẻ của mình một chút như vậy với cả nhà. Dần dần là chúng ta sẽ thấy nó nhiều thứ hơn, thấy 5 năm số 13 nó có nhiều tầng nữa để hiểu hơn. Rồi ạ, thì mình cũng xin phép được kết thúc cái phần chia sẻ với cả nhà về 5 năm số 13 ở đây. Cảm ơn anh chị em ạ. Có điều gì mà mình chúng ta cần phải thông suốt hơn thì chúng ta sẽ cùng gõ hoặc là hỏi đáp nha. Đã, cảm ơn Minh về phần chia sẻ về 5 năm 6 1 3 ngày hôm nay. Có lẽ là cái phần mà ứng dụng chi tiết hơn dành cho các anh chị ban phụng sự thì em sẽ nhờ các bạn trong nhóm nòng cốt em có các bạn về từng cụm của mình và mình sẽ triển khai xuống dưới nha, để cho nó dễ. Hôm nay thì nội hàm khá là rộng. Nhà mình có câu hỏi nào cho Minh thì hôm nay thì chúng ta sẽ gõ xuống đây nha. Em thấy phụng sự vô điều kiện mà anh Minh chia sẻ rộng quá.
mình cái nội dung của buổi ngày hôm nay sẽ chỉ là phần truyền cảm hứng cho cả nhà thôi, và cho mọi người một cái kiến thức ban đầu để khi mà chúng ta vận hành cho K3 sắp tới. Mình làm với từng cụm ban cán sự của mình sẽ rõ hơn. Thì mong là cả nhà sẽ vào cái link Nâng Pháp Trí Tuệ Việt Nam vừa nãy ạ. Bạn Minh Ly đã gửi lại trên nhóm ban phụng sự rồi đó. Thì mình sẽ đọc và nghiên cứu tìm hiểu thêm. Nhà mình có câu hỏi nào ngay bây giờ không ạ? Mọi người ấn tượng nhất về điều gì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ? Mình có thể mở mic phát biểu nha cả nhà. Dạ, em cảm ơn chị Hương. Việc mà mọi người có thể thực hiện gần nhất đó là chúng ta thực hiện 5 thói quen. Thì phần này đã được đưa vào bài tập hàng ngày dành cho các thành viên trong trong ban phụng sự rồi. Tân Minh à? Em vừa mở. Rồi, mở rồi. Dạ vâng. Nhưng lại thấy cảm ơn mình buổi chia sẻ hôm nay. Thế là chị nhìn thấy rõ hơn, biết là mình đang đứng ở đâu và bị nhầm lẫn cái gì đấy, nhầm lẫn ở đâu. Ví dụ như lúc trước là cái khái niệm mà cái bản ngã ấy, giữa cảm xúc và lý trí ấy. Đấy, nghĩa là lúc trước là mình lờ mờ hiểu về nó. Thế nhưng mà hôm nay thì mình nói thì nhận biết nó rõ hơn, và cái tri thức trí tuệ ấy, lúc trước thì cũng biết như thế, thế nhưng mà khi mà nghe thì nó tự nhiên nó có cái gì đấy nó sáng hơn. Mọi thứ thì biết là mình đang đứng ở đâu, cần đi tiếp như thế nào để cho nó đúng đường. Và mình thì điều đấy tất nhiên là để mà thực hiện, để cho nó hiện thực hóa thành hành động cụ thể ấy, thì vẫn phải từng bước một, không nhanh không vội được, như ở Hà Nội không vội được đâu. Thì dần dần vậy, cứ mình là người định hướng và đưa ra các cái này, chị sẽ cùng với anh em trí tuệ Việt Nam sẽ đi dần từng bước. Bây giờ là bắt đầu bước rồi, lúc trước là vẫn đứng yên, bây giờ bắt đầu bước. Cảm ơn Minh, cảm ơn mọi người. Dạ, em cảm ơn chị. Nhà mình thực hiện văn hóa tưới hoa cho chị Huyền đi. Thành viên nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Ở đây em thấy có anh Thành. Lần trước anh cũng có chia sẻ trong cụm 2 về cái trung tâm của anh ạ. Anh Thành ơi, không biết là sau cái buổi ngày hôm nay thì anh có câu hỏi nào, thắc mắc nào để được giải đáp luôn không ạ? Nghe chia sẻ nhưng mà thấy nhìn lại mình thì cái mong muốn là xây dựng cho cái văn hóa mà mình vừa chia sẻ trong cái công ty nho nhỏ của mình, nhưng mà thấy loay hoay không biết được làm từ đâu, thì là sợ cái gì thấy thiếu, sợ cái gì thấy chưa biết được là bắt đầu từ đâu và quy trình ra sao. Thế đấy chắc là cũng phải
phụng sự, sau đó là cảm nhận đẹp cho mình được, thì ngay bây giờ thì chắc là cũng tự học và nhờ ban tổ chức có những khóa học hay, hoặc là mình sẽ làm được gì cho ban tổ chức, mình sẽ hoàn thiện mình để sau đó sẽ đến được với nhân viên hoặc đến với cộng đồng cảm nhận khi tham gia phụng sự cùng với chương trình lần này. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vậy nha cả nhà, thì bây giờ cũng là 6:08 rồi và đã quá một chút, thì nếu mà nhà mình có câu hỏi nào thì hoặc là trăn trở nào, chúng ta có thể chia sẻ lên nhóm cụ cũng được, vì đấy là nhóm nhỏ và các bạn ban phụng sự, các bạn trong nhóm core team sẽ hỗ trợ thêm. Các bạn trong nhóm core team thì bây giờ sẽ nhóm nào thực hiện rồi thì thôi, còn nhóm nào chưa thực hiện rồi, chưa thực hiện thì mình về mình sẽ phân công việc cho các thành viên trong nhóm mình ấy, để chúng ta bắt đầu thực hành luôn cái mô hình năm pháp trong nhóm. Nó chỉ cần đơn giản thôi, không cần phức tạp ạ. Ứng luôn cho cái phần bài tập năm thói quen hàng ngày của mình. Ví dụ là phân công xem là ai sẽ là người thực hiện mảng hành pháp, tức là mình sẽ đi nhắc nhở thành viên thực hiện bài tập này, làm sao cho đến trước khi deadline là tất cả mọi người hoàn thành này. Rồi sau deadline thì ai sẽ là người mà kiểm tra lại xem thành viên mình đã làm đầy đủ chưa. Rồi khi mà chúng ta thực hiện các chương trình Zoom sắp tới, gặp nhiều khó khăn chẳng hạn, thì ai sẽ là thành viên mà chia sẻ, nâng đỡ, động viên tinh thần cho cả nhóm để chúng ta cùng tiếp tục. Đấy ạ, mình sẽ phân công các công việc như thế. Còn có một cái quan trọng nữa là trong nhóm Zalo mình em đã đặt câu hỏi rồi. Cả nhà sẽ suy ngẫm thêm và chia sẻ lại bài học ngày hôm nay của mình trong nhóm Zalo. Thế nhé cả nhà. Nhà mình đồng ý chưa? Vâng, em mời chị Huyền ạ. Mình chỉ còn 1-2 phút nữa thôi. Lại tắt mic ạ. Đâu, em bật hết rồi ạ. Sao của chị nó cứ bị tắt mic nhỉ? Chắc mình nói nhiều hay sao? Ừ, chị hỏi cái phần bài tập với em, nghĩa là bài tập là trong cái tuần này là đều là 5 điểm, tại vì nó có 5 ý đúng không? Thế nhưng mà riêng cái bài tập mà của cụm ấy, dụ như là như nhà chị mà bạn Lan Hương bạn ấy hoàn thành một bài rồi, thế thì cái ngày hôm đấy là cộng luôn vào thành 8 điểm à, hay là như thế nào em? Không tới cái mục đấy. Phần bài tập này thì xin mời Minh Ly lên chia sẻ cho cả nhà nhé. Ừ đấy, cho nó rõ ràng. Dạ vâng ạ. Và em nhắc nhở luôn về phần đặt tên. Đặt tên đúng cú pháp đúng không? Mọi người hôm nay điểm danh hơi khó khăn một tí. Sắp tới thì trời cũng sẽ ấm lên rồi cả nhà, cho nên là chúng ta cố gắng dậy sớm và vào Zoom sớm một chút, để mình có thể có thời gian ngồi tập yoga hoặc là thể dục với nhau buổi sáng cho nó có năng lượng. Vẫn chưa được à? Em mở mic tất cả rồi mà nhỉ? Sao máy chị Huyền ấy, em thấy máy của em nó cứ hiện lên mà mình hết mà hết mà. Xin chào cả nhà. Chị Huyền ơi, em xin lỗi nhưng mà chị nhắc lại câu hỏi cho em được không ạ? Đây là do máy chị Huyền đấy. Không phải đâu, máy em vừa nãy em cũng không có mở được. Thế á, chị mở mình hết mà.
Không Chắc biết. chị càng tội nói lắm quá hay là khóa đấy. Cứ vừa nói xong một cái hay là bị tắt luôn. Thế mà tài. Ừ, chị hỏi Chị là nhắc cái phần lại. bài tập ấy là tuần này nó Vâng có ạ. 5 ý thì là 5 điểm. Thế nhưng mà có thêm cái bài tập cụm ấy. Dụ một người mà viết một bài thì cộng 3 điểm, mà viết hai bài thì cộng 5 điểm. Thế chị ý muốn hỏi là ví dụ cái hoàn thành bài tập đấy thì mỗi người hoàn thành một ngày khác nhau. Thì ai hoàn thành ở ngày nào thì mình tích luôn cộng điểm vào cho cái bạn ở ngày đấy đúng không? Có phải như thế không? Ví dụ nhà chị là hôm qua thì có bạn Lan Hương, bạn ấy, hôm kia nhỉ, hôm kia bạn ấy hoàn thành cái bài đấy luôn rồi thì cộng cho bạn 8 điểm hay là 5 điểm, hay vẫn để 5 điểm, tại chị không thấy cái cột mà tích bài tập cụm nó chỗ nào cả, nên chị phải hỏi cái chỗ đấy. Em xin lỗi, cái đấy em sẽ tạo thêm một cột nữa để mình làm bài tập cụm ạ. Ừ, rồi, cảm ơn em. Dạ. Cái đấy là sơ suất của em. À, Không ok, cả sao, trên tinh nhà. thần xây dựng Dạ. thôi. Em cảm ơn chị ạ. Thế Rồi. và em có nhận ra một vấn đề trong một số buổi học của mình hôm nay, gần đây thì nó sẽ có vấn đề về ra vào Zoom. Em xin chia sẻ màn hình này nhé. Đây ạ. Thì ở đây chúng ta có văn hóa buổi học là 4S và buổi buổi họp sẽ là 5S. Ở cả hai buổi học và họp này thì chúng ta đều cần phải tham gia, và ban phụ sự của ban cán sự của các cụm sẽ điểm danh xem là cụm mình thành viên đã vào đầy đủ hay chưa, và làm sao để ban cán sự này có thể điểm danh được dễ dàng nhất thì chúng ta chỉ có cách là đổi tên theo đúng cú pháp thôi ạ. Lúc đầu thì có thể là do em sơ suất, em chưa có phổ biến cái này với mọi người thì phải. Cú pháp khi mà chúng ta tham gia buổi học sẽ là mã số thành viên cộng với tên của mình ạ. Ví dụ ở đây là ban phụ sự cụm 2 này, 06 Khánh Chi này. Đó, thì chúng ta sẽ đổi tên theo cú pháp như thế. Về thời gian để ban cán sự chủ động điểm danh lên trên nhóm Zalo ban phụ sự K3 ấy ạ, thì em muốn thống nhất với mọi người là mọi người muốn điểm danh vào khung giờ nào. Chúng ta 4:30 sẽ bắt đầu vào buổi học, thì mọi người muốn điểm danh trước đấy hay là sau đấy 5 phút hay sau đấy 10 phút, thì em muốn xin ý kiến của mọi người trước. Còn nếu mà để em đưa ra thì 4:45 ạ. Bạn yên muốn để là 4:45 sẽ chốt điểm danh, 4:45 là điểm danh xong ạ, chứ không phải 4:45 bắt đầu điểm danh. 4:45 là tất cả các cụ đã gửi được kết quả lên trên nhóm Zalo ban phụ sự K3 rồi ạ. Thế thì chúng ta sẽ thống nhất là 4:45 cả nhà nhé. Xong rồi ạ. Thế còn buổi họp thì tối hôm nay chúng ta sẽ có một buổi họp với nhau, đấy là buổi họp ban phụ sự đầu tiên của chúng ta. Em cũng biết là mọi người sẽ có những cái lịch cá nhân khác, tuy nhiên thì cái lịch lịch này chúng ta sẽ để cố định cho đến hết hành trình, nên mong là mọi người sẽ sắp xếp thời gian để tham gia cùng với ban phụ sự được. Về thời gian để điểm danh ban phụ sự thì chúng ta muốn để lúc mấy giờ? 7:30 chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình ạ. Hay em để 7:45 nhé. Cố định một lịch 19:45 em cả ơi, nhà. cố định một định. Mình chỉ để đến 7:30 thôi. Vì lịch học Ok. không cho nó Thế ổn định thì tức là sớm. 7:30, 19:30 là mình đã điểm danh xong rồi ạ. Để còn tham gia lớp sáng kiến. Dạ vâng ạ. Đấy, chúng ta họp xong sớm thì còn vào học lớp sáng kiến nữa. Đó, em chỉ chốt thế thôi. Thế còn mã số thành viên thì sẽ dành cho cả học và họp luôn cả nhà nhé. Chúng ta cùng chú ý cái này. Ok, xong rồi ạ. Phần của em xong rồi. Vâng, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Minh Lị. Thì bây giờ đã đến 7:17 rồi thì chúng ta có thể dừng chương trình buổi sáng ngày hôm nay được ở đây. Mọi người nhớ là tối nay có lịch họp nha. Và chúng ta sẽ thực hiện một số cái hoạt động ban đầu để thúc đẩy cho hành trình ạ. Em cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nên mình mở cam lên, mở mic lên, chúng ta chào nhau đi ạ. Chào cả nhà. Vâng, em là chị Hằng. Thưa chị Huyền, chào tin nhắn cũng được. Chào Anh Thư ạ. Chào Hà. Chào cả nhà nhé. Vâng, em chào anh Toàn ạ. Em tắt lên nha cả nhà. Chào cả nhà. Vâng ạ.